mừng đại gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhà Đất Bá Hưng, bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Vào buổi chiều tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà đẹp nằm ngay tại trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, nằm ngay đối diện với trường Cao đẳng Điện lực nhà quý vị, cách quận Gò Vấp khoảng 1 cây rưỡi thôi. Một căn nhà với diện tích ngang 4m2, dài 15m và đang được giảm giá bán lỗ 1 tỷ nha quý vị. Giá gốc thì giao tới 6 tỷ 3, bây giờ giảm xuống chỉ còn 5 tỷ 300 triệu đồng thôi. Một căn nhà đẹp hướng Tây Nam, xây mới hoàn toàn năm 2023 sổ riêng. Nhà rất đẹp, rất sang nha anh chị. Một căn siêu phẩm nhà phố mới nhất năm 2023. Đường trước nhà rộng tới 8m. Đường 8m rất là đẹp. Sát với trục đường Hà Huy Giáp, cách đường Hà Huy Giáp khoảng tầm 4-50 mét thôi. Con đường cụt nội bộ và khu phân lô nha quý vị. Và chúng ta cùng em Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong. Một căn siêu phẩm nhà mẫu mới nhất năm 2023 sổ riêng. Chúng ta sẽ được ốp nhựa phía dưới đáy ban công và ban công vuông nha. Có trồng cây xanh ra phía ngoài mặt tiền. Ở dưới đây sẽ được bố trí hai lớp cửa, một lớp cổng sắt 4 cánh và một bộ cửa cuốn nha quý vị. Phía trong đây sẽ là khu vực gara đậu ô tô. Gara đậu ô tô sẽ được ốp sàn gạch 80. Có tặng lại một cái tủ giày dép nón bảo hiểm. Và hai bên tường thì được ốp gạch cao lên tầm 1m2. Có sơn nước và dán giấy dán tường một bên. Trên thì sẽ được chủ nhà bố trí đèn chùm thạch cao đèn led nha quý vị. Căn nhà rất là đẹp và cách quận Gò Vấp khoảng tầm 1 cây rưỡi thôi. Hẻm xe hơi trước nhà 8m, xe hơi có thể đậu trước cửa nhà. Và nhà mình giá bán cực kỳ là rẻ nha quý vị. Chỉ có giá bán là 5 tỷ 300 triệu đồng thôi nha anh chị. Giảm tới 1 tỷ đồng rồi. Và di chuyển vào trong đây sẽ là không gian cầu thang. Đây thì đối diện thì có tủ rượu này. Có tủ rượu luôn nha. Cầu thang ốp đá trắng, đúc rộng 90. Tay vịn gỗ gò đỏ và kính cường lực dày 10 ly. Căn nhà rất đẹp, rất sang nha quý vị. Có làm gỗ ở đây, tặng bàn ăn 6 ghế. Có đèn chùm tích hợp quạt trần. Bộ tủ bếp gỗ An Cường. Tủ bếp gỗ An Cường đóng tới nóc luôn. Có ngăn để tủ lạnh. Ốp gạch cao lên đụng trần luôn nha. Căn nhà mình hướng Tây Nam, Tây Tứ Trạch. Đang được giao bán chỉ có 5 tỷ 300 triệu thôi nha. Phía sau này thì sau này hoàn công sẽ làm thêm cái nhà vệ sinh ở phía sau đây. Nhà mình thì trệt lửng 4 lầu, có tới 5 phòng ngủ và 6 vệ sinh. 3 khoảng sân thượng, phòng giặt, phòng thờ. Đấy. Nhà rất là cao, trệt lửng 4 lầu luôn. Rất cao lầu nha quý vị. Căn nhà quá là đẹp nha anh chị. Quá đẹp, quá hấp dẫn luôn. Anh chị nào muốn sở hữu em nó thì hãy gọi trực tiếp về tới bên Nhà Đất Bá Hưng nha. Chúng ta cùng em di chuyển lên không gian tầng lửng nha. Tầng lửng sẽ được bố trí làm không gian phòng tiếp khách. Đây thì có bộ cửa kính cách âm để làm phòng máy lạnh nha. Tặng lại sofa, kệ tivi, cây cối. Trên cũng bố trí đèn chùm và quạt trần. Đi sẵn đâu máy lạnh rồi. Có cửa sổ sau luôn nha quý vị. Căn nhà xây rất đẹp, rất sang luôn. Thì chờ quý vị đến mua thôi. Và căn nhà mình thì chỉ có giá bán là 5 tỷ 300 triệu. Căn nhà nằm ngay trường Cao đẳng Điện lực thuộc đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, quận 12. Chúng ta cùng em di chuyển lên khu vực phía bên trên nha. Trên này sẽ được ốp sàn gạch 80. Tặng lại giường nệm, tủ quần áo, kệ tivi. Giường 1m8 nha quý vị. Phòng ngủ rất là rộng luôn. Phía ngoài thì có ban công đúc 1m2, cửa nhôm xi pha. Cây xanh đầy đủ hết luôn. Căn nhà xây cực kỳ đẹp nha quý vị. Giá bán của căn nhà mình rất là rẻ, chỉ có 5 tỷ 300 triệu thôi. Anh chị nào muốn sở hữu em nó thì hãy alo ngay nha. Hướng Tây Nam nha mọi người. Lửng 4 lầu, 5 tấm rưỡi luôn, rất là cao. Cái cống cao đụng trần này, có bồn cầu khối và inox đen, quạt hút đầy đủ hết nha anh chị.
Ở dưới này thì có bố trí tủ. Phòng đằng sau thì có cửa sổ sau. Có cửa sổ sau và có giường tủ đầy đủ hết luôn. Anh chị mua thì chỉ viết sách vali và đem quần áo về ở thôi, cũng như là chúng ta mua thêm sắm thêm máy lạnh, đồ điện nữa là ok nha. Đấy, toilet rất đẹp luôn nha mọi người. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 2, phòng số 3, số 4 nha. Ba phòng sẽ được bố trí nội thất và một phòng trống nha quý vị. Đây, phòng số 3 này. Cả nhà quá ok luôn. Chờ mọi người đến mua thôi. Đây, rất đẹp nha. Phòng số 4 này thì chưa có nội thất nha quý vị. Đây, toilet riêng. Toilet số 5. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian là phòng ngủ số 5. Chủ nhà đang bố trí đây là phòng thờ, nhà nào muốn làm phòng ngủ trên này cũng được. Quá là rộng rãi nha mọi người. Phía sau đây sẽ là khu vực giặt phơi đồ. Đúc hết luôn, có làm chút hở để lấy gió. Và đây sẽ là toilet số 6. Di chuyển lên trên sẽ là khu vực sân thượng trước và sân thượng sau. Sân thượng trên này thì anh chủ nhà đã trồng cây xanh xắn rồi. Đây, trồng rất là nhiều cây cối nha. Trên có bình nước và máy nước nóng. Đây, phòng sân thượng sau này thoải mái luôn, có cầu thang sắt di chuyển lên trên. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.